Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ hai. Ngài Ananda nhỏ hơn Đức Phật 30 tuổi, con của vua Học Vạn và hoàng hậu Phước Thệ Thiện dòng sắc Đế Lợi ở thành Ca Tỳ La Vệ, là em ruột của Đề Bà Đạt Đa, tức em nhà chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thuở nhỏ, ngài có nhiều tướng tốt, thông minh tuyệt vời. Đến năm 25 tuổi, xin theo Phật xuất gia. Phật cần người thị giả, rất nhiều vị đứng ra tình nguyện. Nhưng vì quá nhiều người, nên Đức Phật phải lập ra hội thi để tìm ra vị nào đạt yêu cầu cao nhất thì được làm thị giả. Sau khi thi tài đối đáp và nhớ dai, ngài được vượt trội. Tuy vượt trội, nhưng ngài cũng không chịu nhận. Ngài viện lý do là em của Đức Phật, nếu làm thị giả, sợ nhiều người dị nghị. Sau cùng, Đức Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất đứng ra năn nỉ nhiều lần, buộc lòng ngài nhận, nhưng ngài xin Đức Phật bốn điều. Một, không thọ trai riêng. Hai, không mặc y thừa của Phật. Ba, không hầu hạ Phật khi Phật ở một mình. Bốn, không sử dụng bất cứ thứ gì của Phật cho. Đức Phật chấp thuận bốn điều kiện của ngài và có lời khen như sau. Quả thật, ông có sự hiểu biết cao rộng như vậy, vì ông sợ mọi người dị nghị ông là em chú bác với Như Lai. Thế là ngài theo làm thị giả cho Đức Phật suốt 25 năm. Một hôm, ngài đi khất thực về ngang tịnh xá của Đức Phật ở, thấy bà Di Mẫu Ma Xà Ba Đề đang đứng trước cửa khóc. Di Mẫu áo quần bụi bặm, chân dính bùn đất, vẻ người bi thảm. Ngài đến gần hỏi duyên cớ, biết bà từ hoàng cung đến xin Đức Phật xuất gia. Bà xin đến 3 lần mà Đức Phật cũng không cho. Ngài Ananda thấy cảm động quá, nên vào tịnh xá của Đức Phật đảnh lễ Như Lai xin cho bà xuất gia. Ngài kể công ơn của bà Ma Xà Ba Đề là do một tay bà nuôi Đức Phật khi hoàng hậu không còn. Thấy ngài Ananda năn nỉ quá, nên Đức Phật cho bà xuất gia với 3 điều kiện. 1. Bà phải ở gần chư tăng để có gì có chư tăng bảo vệ. 2. Bà phải tìm thêm vài người nữa để cư ngụ chung. 3. Phải tự lo chỗ ở kín đáo. Nhờ ngài Ananda xin Đức Phật chấp thuận, nên trong giáo đoàn của Đức Phật mới có người nữ. Phần ngài Ananda. Ông Ananda xuất gia sau Đức Phật thành đạo đến 24 năm. Do đó, những pháp môn tu tiểu thừa và trung thừa ngài không biết được. Vì vậy, ngài có trình xin Đức Phật, khi rảnh rỗi hãy nói lại cho ngài nghe để biên chép lại cho đầy đủ 6 pháp môn tu mà Như Lai dạy nơi thế giới này. Khi ngài nhận làm thị giả, mỗi lần Đức Phật thuyết kinh, ngài nhớ, về thất, biên soạn lại và trình cho Đức Phật kiểm lại. Nếu có chỗ nào sai, Đức Phật chỉnh lại. Ngài có nhược điểm như sau. Tuy ngài văn hay, chữ đẹp, nhớ dai, nhưng nhận biết ý sâu màu trong các lời kinh ngài không hiểu được. Vì vậy, khi ngài bị ông Duy Ma Cật hỏi vài chỗ yếu chỉ Phật ngôn, ngài không trả lời được. Phần nêu các danh từ. Ngài Ananda thay mặt đại chúng có hỏi Đức Phật như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con muốn đắp tượng Đức Thế Tôn để thờ. Mục đích của chúng con là muốn nhìn hình tượng của Đức Thế Tôn để nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn. Vậy, nơi đặt tượng của Đức Thế Tôn gọi là gì? Đức Phật dạy ông Ananda và đại chúng. Nơi đặt tượng của Như Lai gọi là chùa. Vì sao gọi như vậy? Vì chùa là bao hàm mênh mông rộng khắp, đúng như lời Như Lai dạy. Ngài Ananda thay mặt đại chúng hỏi tiếp, sao không được gọi là nhà thờ? Đức Phật dạy, nhà thờ là chỉ cho tự hội của vật lý, nên nó rất nhỏ hẹp. Nơi đây chỉ thờ những vị còn nằm trong vật lý. Nhà thờ này có mấy dạng như sau. 1. Ở tín ngưỡng, thờ vị chúa của cõi trời Thượng Đế, vị này nằm trong cõi trời dục giới. 2. Cũng ở tín ngưỡng, thờ vị thánh đứng đầu trong cõi trời vô sắc giới,
vị này cai quản cõi trời này. Thờ vị này, các môn đồ của Ngài không được phép vẽ hình. Vì sao vậy? Vì cõi này không cấu tạo sắc chất của tứ đại, nên không thể nào vẽ hình được. 3. Còn ở nhân gian, thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ hoặc người thân. Ngài A Nan Đà lại hỏi: Ba cung cách nhà thờ nói trên, vậy có những danh từ nào nữa để nói lên chỗ thờ phượng này? Đức Phật dạy: Này ông A Nan Đà và đại chúng, ngoài ba cung cách thờ nói trên, còn hai nơi thờ nữa nhưng rất nguy nga và đồ sộ. 1. Tòa Thánh Một, nơi thờ vị giáo chủ trong cõi trời Thượng Đế nằm trong dục giới. Nhưng nơi đây phải là nơi có ban bệ, có phân chia cấp bậc, tổ chức như một cơ quan của một nước vậy. 2. Tòa Thánh Hai, nơi thờ vị giáo chủ trong cõi trời Ngọc Hoàng, cũng còn nằm trong cõi trời dục giới. Nơi đây cũng có ban bệ, cũng có phân chia cấp bậc, tổ chức như một cơ quan của một nước vậy. Như Lai dạy thêm, ngoài các loại trên, đình có hai loại. 1. Thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh, tức thờ hồn thiên sông núi, cây cỏ hoa lá trong vật lý của trái đất này. 2. Thờ vị có công trận với đất nước. Miếu cũng gọi là miễu. Đây là tín ngưỡng của nhân gian. Họ thờ bất cứ ai họ cho là giúp đỡ họ, dù nam hay nữ, dù thú hay cây cỏ, vân vân. Ngài A Nan Đà đạt bí mật thiền tông. Theo lời dạy của Đức Phật, khi ông Ma Ca Diếp sắp tịch, phải truyền thiền tông lại cho ông A Nan Đà để làm tổ sư thiền đời thứ hai. Đúng theo quy định truyền thiền tông, vị nào được truyền thiền tông, vị đó phải đạt được bí mật thiền tông và phải có bài kệ hay thơ ít nhất là 12 câu mới được truyền thiền. Hiện Ngài A Nan Đà chỉ giác ngộ yếu chỉ thiền tông, chứ đạt bí mật thiền tông thì Ngài chưa đạt được. Một buổi sáng mùa xuân, Tổ Mahakayip đang đứng trước sân chùa. Ngài A Nan Đà đến chắp tay thưa hỏi Tổ: Kính bạch sư huynh, Như Lai truyền cho sư huynh y choàng, bát ăn cơm và gói kệ huyền ký. Ngoài ba món nói trên, Như Lai có truyền thêm vật gì nữa không? Tổ Mahakayip biết gã này không chịu nhận nơi mình mà cứ tìm kiếm chuyện vớ vẩn bên ngoài, nên Tổ nhìn thẳng vào mặt ông A Nan Đà nói thật lớn: Này ông A Nan Đà, ông coi chừng cây phướng trước chùa ngã đè ông. Vì tiếng nói trực diện và quá to của Tổ Mahakayip nên ông A Nan Đà bị chát lỗ tai, không kịp suy nghĩ mà ông tự nhiên nghe. Chính cái chỗ tự nhiên nghe này nên ông A Nan Đà nhận rất rõ tánh nghe thanh tịnh của chính mình, và ông đã cảm nhận được tánh nghe ấy. Ông ở trong trạng thái này rất lâu như chết đứng. Tổ Mahakayip biết ông A Nan Đà đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh và nhận được tánh hay nghe của mình, nên Tổ cứ để tự nhiên như vậy. Sau nửa canh giờ, ông A Nan Đà mới trở lại sống với tánh nghe của vật lý, nên Tổ Mahakayip hỏi ông: Sao ông chết đứng như vậy? Ông A Nan Đà thưa: Nhờ diệu thuật của sư huynh, đệ đã nhận được tánh nghe thanh tịnh chân thật của chính đệ. Tổ Mahakayip hỏi: Ông nhận biết như thế nào? Hãy nói lại cho sư huynh nghe coi, có thật đúng như vậy không? Ông A Nan Đà liền ứng khẩu làm bài kệ 64 câu như sau: Đệ nghe tiếng gọi sư huynh, nghe được như vậy lặng thinh nghe hoài. Tiếng nghe đi khắp trần ai, tiếng nghe vang rền đi khắp núi sông. Lòng đệ trống rỗng như không, tất cả vật lý đệ không thấy gì. Thiền tông sao quá diệu kỳ, tánh nghe thanh tịnh không chi dính mình. Vì vậy đệ cứ lặng thinh, để cho mặc tình vật lý trôi lăn. Bao năm đệ cứ lăn xăng, đi tìm chân tánh lăn theo luân hồi. Huynh ơi, đệ đã ngộ rồi, ngộ nghe thanh tịnh luân hồi không theo. Thiền tông bí mật nghe theo, nghe mà thanh tịnh
không theo luân hồi. Tánh nghe thanh tịnh vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình. Đệ xin cảm ơn sư huynh, huynh dùng diệu thuật độ mình đệ thôi. Xưa kia đệ nghĩ xa xôi, dũng công tìm kiếm luân hồi cứ theo. Huynh đưa đệ đến hiểm nghèo, ép vào thanh tịnh đệ rơi về nguồn. Rơi vào thanh tịnh lễ tuôn, nhận ra những thứ không buồn chỉ vui. Đệ nay đã hết ngậm ngùi, chỉ sống thanh tịnh và vui trong lòng. Không cần cầu khẩn thần thông, mà nhận kỳ diệu ở trong lòng mình. Chân thật cảm ơn sư huynh, phước đệ quá lớn nhận thời thiền tông. Phước lớn dù đầy núi sông, cũng không sánh được thiền tông Phật truyền. Nhìn lại đệ có đại duyên, vì vậy Phật dạy truyền thiền cho em. Hoa sen sáng rực hơn đèn, trước kia không biết tìm sen tu thiền. Đệ nay hết đảo hết điên, sư huynh truyền thiền làm tổ thứ hai. Hôm nay đệ nhận căng tai, nhận được cười hoài như Di Lặc vui. Huynh ôi đệ rất vui tươi, nhận được tổ vị rất vui rất mừng. Đệ xin truyền tiếp không ngừng, để môn thiền học còn cùng thế gian. Như vậy đệ mới được an, nghe lời Phật dạy gian nan cũng đành. Pháp môn thiền học không tranh, không tìm không kiếm không tranh được nào. Thiền tông dĩ trước truyền sau, để môn thiền học không sao phai mờ. Lòng đệ hiện tại bây giờ, mong tìm được người để chờ truyền sang. Vị nào nhận được bình an, ngộ được thiền học rõ ràng là thiên. Giúp người sau tiếp truyền thiền, đáp đền Đức Phật để yên trong lòng. Lòng đệ mới được thông dong, cũng nhờ huynh trưởng diệu song thuật truyền. Đệ nay nhớ lại lời thiên, Phật bảo truyền thiền để tổ thứ hai. Hôm nay đệ ngộ căng tai, pháp thiền thanh tịnh còn hoài thế gian. Ngài Ananda trình 64 câu kệ về sự đạt được bí mật thiền tông của mình với sư huynh Mahakayip. Tổ Mahakayip nói với ông Ananda: như vậy, theo lời dạy của Đức Thế Tôn, hôm nay đệ đã đạt được bí mật thiền tông mà Như Lai đã nói trước. Vậy, 2 tuần nữa, sư huynh sẽ truyền bí mật thiền tông cho đệ làm tổ sư thiền tông đời thứ hai. Đệ lo sắp xếp cho buổi lễ truyền bí mật thiền tông này cho trang nghiêm, đúng như lời Đức Thế Tôn đã dạy. Việc tổ chức người tham dự chỉ có những người ham muốn tu pháp môn này mới tham dự thôi. Còn những người tu các pháp môn còn nằm trong vật lý không được tham dự. Sư huynh cũng nói cho đệ biết, đến đời đệ truyền bí mật thiền tông cho vị tổ thứ ba, buổi lễ ấy không được phép làm như buổi lễ ngày hôm nay. Vì sao vậy? Đức Thế Tôn có dạy sư huynh, vì pháp thiền tông học này cách xa Như Lai khoảng 50 năm thì không còn ai thích pháp môn tu này nữa. Đức Thế Tôn dạy rõ phần này. Vì chúng sanh cách xa Như Lai khoảng 50 năm thôi, thì siêu đại thần lực thanh tịnh thiền của Như Lai bủa ra đã lần lần giảm bớt. Do vậy, chúng sanh cũng lại bị vật lý của âm dương nơi thế giới này bao trùm lại. Nên họ tu thích có chứng và đắc theo nhân quả của vật lý. Nên pháp môn tu thiền tông này họ không màng đến. Đã không màng đến thì để không được phép mời những người ấy tham dự. Như Lai có dạy rõ huynh như sau: từ đời đệ làm tổ sư thiền tông đời thứ hai trở đi, khi đệ truyền thiền tông cho vị tổ thứ ba, đệ cũng nói Đức Thế Tôn dạy điều này. Đức Thế Tôn lại dạy rõ cho sư huynh, khi đến tổ sư thiền tông đời thứ 33, vị này mới được phép phá bỏ quy định mà Như Lai đã dạy. Vì sao vị này được phép bãi bỏ? Vì đến đời vị tổ thứ 33, có rất nhiều người giác ngộ, yếu chỉ thiền tông. Tuy vậy mà người đạt được bí mật thiền tông cũng không có là bao nhiêu. Còn người được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh cũng còn ít. Phải đợi đến đời Mạc Thượng Pháp
ở tại đất rồng có một vị cư sĩ may mắn đạt được bí mật thiền tông này. Sau thêm hai đời thầy nữa mới có người công bố pháp môn thiền tông học này ra. Đến thời kỳ này, một, người giác ngộ yếu chỉ thiền tông không tính hết được. Hai, người đạt được bí mật thiền tông rất nhiều. Ba, người được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh nhiều nhất từ khi Như Lai dạy pháp môn thiền tông này. Tổ Mahakayip nói dài ý Đức Phật dạy xong, ông Ananda hết sức vui mừng và cảm ơn Tổ Mahakayip. Hai tuần sau, buổi lễ truyền bí mật thiền tông của Nhất Tổ Mahakayip truyền cho Ngài Ananda làm nhị tổ sư thiền tông được tiến hành. Chúng tôi xin viết nguyên văn của buổi lễ truyền bí mật thiền tông của Tổ Mahakayip cho Ngài Ananda mà trong sách Huyền Ký của Đức Phật đăng trong Hải Triều Âm như sau. Tuyên đọc lời hành lễ của Tổ Mahakayip. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tại chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Lôi Âm, theo lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng con xin hành đại lễ truyền bí mật Thiền Tông cho thị giả của Đức Như Lai là ông A Nan Đà, nối tiếp con nhận tổ vị Thiền Tông đời thứ hai. Trước khi tuyên đọc bài kệ truyền bí mật Thiền Tông, chúng con có hương, đăng, hoa, trà, quả và nhiều phẩm vật dâng cúng, kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết chúng con xin dâng hương. Khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử tấm lòng thành. Lễ Phật. Kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp. Kính lạy Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh Pháp ngày xưa. Nhiều người giác ngộ có thừa, vì đã biết được quê xưa của mình. Lễ Tăng. Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật, hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ trọn phần thiền tông. Tôn kính Phật bảo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm ban hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành. Kính dâng một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo, Pháp của Phật giáo điều chánh lý, theo thiền tông học pháp tu hành. Ba y một thất tùy thân, pháp môn thanh tịnh giúp nhân rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn. Sống trong thanh tịnh dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn huyền môn. Lời dạy pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quý thay diệu pháp thậm thâm, chúng con hết dạ thành tâm tu thiền. Tôn kính Tăng bảo, Tăng là các vị sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần. Ly gia cắt ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Chư Thánh Tăng công dày vô hạn, giúp chúng sanh bao quãng nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngần, chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. Cúng dường Tam Bảo. Kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này vốn của thiện lương,
chúng con tạo sấm bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên hưởng dụng chứng minh. Nguyện cầu tất cả chúng con tu theo thiền học không còn trầm luân. Thiền tông Phật dạy con mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn chuyển luân. Hiện tại chúng con biết dừng, đừng theo vật lý là dừng lại ngay. Hôm nay tại điện Phật Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, Thiền Tông Lôi Âm tại đây thệ nguyện. Chúng con nay dứt các duyên, tu theo thiền học không còn trầm luân. Hôm nay thật sự con dừng, không theo vật lý luân hồi dừng ngay. Chánh điện Thiền Tông của Ngài, chúng con kính nguyện xin Ngài chứng minh. Chúng con cố gắng giữ gìn pháp môn thiền học ở cùng chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, cố gắng gìn giữ để còn mai sau. Chúng con thệ nguyện với nhau, pháp môn thiền học không sao phai mờ. Thiền Tông Chánh Điện Chùa Thờ, kính xin Đức Phật chứng lời chúng con. Tiếp theo là bài kệ truyền Thiền Tông cho ông A Nan Đà. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng. Sư huynh nhận được bình an, nay truyền cho đệ rõ ràng Thiền Tông. Sư huynh nghe dạy của thầy, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ A có duyên, huynh nay truyền thiền cấp giấy cho nan. Đà kia nhận được không mong, sống với Phật tánh của mình mà thôi. Huynh đây kiểm thiền phải rồi, để sống Phật tánh hết rồi tử sanh. Tất cả những vị ngộ rành, chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền. Hôm nay A Nan đại duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Tại đây trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn. Ông nên cố gắng bình an, nhìn thấy bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, nhận được thanh tịnh hôm nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng vì đã chứng nhận ông nay ngộ thiền. Thêm người hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền chứng nhận cho ông. Chúng con xin hồi hướng. Lễ truyền thiền đã xong rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dừng, tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại điện Phật Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cũng nhờ Đức Phật chỉ đàn Thiền Tông. Tâm con hiện tại đã không, nhất quyết một lòng thực hiện Thiền Tông. Dù cho thế giới hoại không, hư không có hoại, lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, luân hồi sinh tử vượt lên được rồi. Đời con đại phúc Phật ôi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.